Mình xin trả lời bạn về một câu hỏi hồi sáng bạn có hỏi mình ha. Thì khi đi làm á thì nếu như mà làm thời vụ mà mình làm không đủ tháng mà mình nghỉ á, mình có bị trừ tiền hay không á, thì mình xin trả lời bạn thế này ha. Thì trừ tiền hay không trừ tiền á, nó còn phụ thuộc vào tùy công ty và tùy cái chế độ nữa. Mình ví dụ cho bạn là ví dụ có những công ty á là nó sẽ quy định là làm từ 5 ngày trở lên rồi phải giấy phép trước 3 ngày là bạn nghỉ là không bị trừ tiền. Ví dụ như bạn làm từ ngày thứ hai, thứ ba, tư, năm, sáu là mình đủ 5 ngày đúng không? Thì bạn đến ngày thứ bảy là bạn sẽ viết đơn, bạn làm tiếp thứ hai, thứ ba là làm đủ 3 ngày là bạn nghỉ là bạn sẽ không bị trừ tiền. Thì bạn làm bao nhiêu ngày lãnh bấy nhiêu ngày. Rồi cái thứ hai nè, có những công ty nó sẽ quy định là bạn phải nghỉ đơn trước 10 ngày. Thành ra cái điều kiện mà bạn nghỉ khi bạn vô làm, bạn cố gắng hỏi cho kỹ là mình làm bao nhiêu ngày mà mình nghỉ, mình cần viết đơn thủ tục như thế nào. Rồi vẫn còn cái trường hợp thế này nữa là ví dụ như trường hợp khi bạn vô phỏng vấn, người ta nói bằng lương 230, 8 tiếng tăng ca 35, trong đó 200 làm đủ 26 ngày chuyên cần, thì bạn phải hiểu rằng là lương mình chỉ có là 220 tăng ca 35 thôi. Lương bạn chỉ là lúc đó chỉ có 220 thôi chứ không phải là 230 ha. Trừ khi nào bạn làm đủ một tháng đó là 26 ngày công đầy đủ luôn á, thì lương của bạn nó sẽ tính là 230. Nên thành ra khi bà con đi lên làm đã làm thời vụ rồi á, thì bà con cố gắng hỏi kỹ giùm em phần lương và làm bao nhiêu ngày được tính tiền. Ví dụ như trường hợp mình gặp rất nhiều bạn là làm 3 ngày đòi tiền. Thật sự ra khi mình đi làm thời vụ á, mình không có trường hợp mà làm 3 ngày được tính tiền á, nó chỉ rất ít công ty là 3 ngày sẽ trả cho bạn đó. Thành ra mình hỏi là làm bao nhiêu ngày được tính lương. Ví dụ như có công ty nó sẽ nói là làm 7 ngày được tính lương, nhưng lỡ bạn làm 6 ngày mà bạn bận mà nghỉ là khả năng không được lấy tiền luôn. Thành ra là anh em nhớ chú ý cái phần này. Còn đa phần các phần mà đi làm thời vụ mà các công ty nó có gài chuyên cần vào, thì tất cả các bạn làm không đủ một tháng đều không được nhận phần tiền đó. Ví dụ người ta để lương cơ bản là 4,5 triệu, chuyên cần 500, nhà trọ 500 chẳng hạn đi. Thì đối với một bạn nào mà mình đi làm đủ một tháng 26 ngày công đầy đủ luôn, thì bạn được lấy hai cái phần đó, cái phần chuyên cần và phần nhà trọ đó. Còn nếu như trong một tháng mà bạn làm thì có 25 ngày, 24 ngày, 23 ngày là bạn không lấy là được tiền chuyên cần và tiền phụ cấp nhà trọ, nó sẽ trừ theo tỷ lệ số ngày công đi làm thật của mình. Mong mà cái phần này mà con có hiểu rõ, thì nếu mà không có gì cần á mà con có bình luận vô thì em xem là cái nào mà em biết bởi trong cái kinh nghiệm khả năng của em á, thì sẽ chia sẻ với con phần này ha. Cái phần này là không phải là trừ người thời vụ không, mà kể cả làm chính thức mà các bạn nghỉ trong một tháng các bạn vẫn bị trừ tiền là chuyện bình thường. Như ngày xưa mình làm chính thức ở Sài Gòn Tết đi, chuyên cần một tháng 400 mà thấy mình nghỉ ngày là có mất chuyên cần vậy thôi. Mình mất một mình nghỉ một ngày nó trừ chuyên cần theo tỷ lệ phần trăm đi làm thực tế, thì là mình nghỉ một tháng 3-4 ngày là mình mất luôn hết tiền chuyên cần thì đó. Thành ra là bà con xác định rõ là trường hợp mình đi làm một tháng rồi mình làm không đủ tháng là khả năng mình rất dễ bị trừ tiền. Nhưng mà giả sử trường hợp cung ứng lao động tâm tình nhi là bây giờ mà người ta nói bạn làm lương 230 tăng ca 35, thì bạn làm đủ 5 ngày trở lên rồi á, thì làm bao nhiêu ngày là trừ bao nhiêu tính bao nhiêu tiền, là tại vì đây là công ty mà người ta không có quy định tiền chuyên cần, đúng không? Các công ty cung ứng nào nó không quy định tiền chuyên cần thì làm bao nhiêu lãnh bấy nhiêu. Còn khi nào bạn hỏi kỹ công ty nào mà có tiền chuyên cần hay không, nếu có tiền chuyên cần là chắc chắn bạn sẽ khả năng bị mất tiền. Rồi mình trả lời bạn như vậy ha. Cảm ơn bạn, chào bạn ha.